Xin chào các bạn, mình là Taka. Và ở phần trước chúng ta đã đến với màn hoán vợ bác sĩ của ông vua đầu tiên họ Trần. Đấy là câu chuyện của thế hệ thân phụ. Vậy còn thế hệ con cháu tiếp theo sẽ nối tiếp câu chuyện sau như thế nào? Ở trong phần này, Taka sẽ nhấn mạnh vào vụ scandal bê bối nhất trong lịch sử với màn cướp dâu chấn động của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thiên Đình Sử cùng với nàng công chúa xinh đẹp, khiến cho vua thì cũng chỉ biết bó tay chấm con, tức mà không thể nào làm được gì. Để làm được điều này, Trần Hưng Đạo đã phải lên kế hoạch Tây Đình, bất chấp khả năng mất mạng để cưới được người con gái mình yêu. Tại sao mà ông lại liều lĩnh đến như vậy? Và kế hoạch được diễn biến ra sao? Hãy cùng Taka khám phá xem nhé! Lịch sử Việt Nam và drama nhà Trần, phần 2. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người chơi hệ cướp dâu. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc, có khả năng quân sự thiên tài. Tên tuổi ông gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, vang danh mãi về sau trong lịch sử của Việt Nam. Đằng sau một vị tướng hiên ngang, yêu nước thương dân, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn còn là một người đàn ông trung tình, nổi loạn và sẵn sàng chết vì tình yêu. Nói là chết vì tình thì cũng hơi quá, vì mọi thứ đã trong tính toán của ông cả rồi. Đúng hơn là lợi dụng và điều kiện hoàn cảnh mà Trần Hưng Đạo và mẹ nuôi của mình đã dàn dựng lên một màn kịch, chỉ đợi nhà vua sập bẫy mà thôi. Để giải thích thế hệ tiếp theo nhà Trần, xin mời anh em hãy theo dõi sơ đồ phả hệ này trước khi xem video để không nhầm lẫn. Lưu ý là sơ đồ dựa theo ghi chép sử gia đời trước, Taka chỉ tổng hợp lại mà thôi. Phả hệ nhà Trần. Trần tự độ cho cháu mình là Trần Cảnh lấy Lý Châu Hoàng, sau đó sắp xếp để vua bà nhường ngôi cho chồng. Trần Cảnh lên ngôi, lấy tên là Trần Thái Tông, lập ra triều nhà Trần. Ông có mấy người anh em ruột là Trần Liễu, Trần Nhật Hiệu, Trần Bà Liệt, Trần Di Ái. Trần Liễu có hai người vợ chính thức là Thuận Thiên Công Chúa và Thiện Đạo Quốc Mẫu, và năm người con trai được xác định danh tính, gồm Trần Tông, Trần Doãn. Trần Quốc Tuấn đứng hàng thứ ba, được cho là con của Thiện Đạo Quốc Mẫu. Sau khi mà Trần Thái Tông và Hoàng hậu Triều Thành kết hôn mà không hề có con nối dõi, Trần Tự Độ đã thực hiện một loạt sự sắp đặt gây ra sự oán hận cho nhiều người. Ông đã gây sức ép, buộc vua phế Hoàng hậu Lý Châu Hoàng để cưới chị dâu là công chúa Thuận Thiên. Khi ấy đang làm vợ và có thai ở tháng thứ 3 với Trần Liễu. Trần Liễu thì tức giận mang quân rửa hận, nhưng mà sức yếu nên việc bất thành và bị giáng làm An Sinh Vương, cho về an trú tại đất Yên Sinh. Trần Thái Tông sau khi lấy vợ của anh trai là Thuận Thiên Công Chúa làm hoàng hậu thì sinh liên tục tỷ ba hoàng tử, trong đó Trần Quốc Khang thực chất là con của Trần Liễu vì công chúa đã mang thai từ trước. Tiếp theo là Trần Hoàng, tức là hoàng đế Trần Thành Tông, và Trần Quang Khải, tức là Triều Minh Đại Vương, cùng 7 vị hoàng tử và 4 hoàng nữ khác do cung phi sinh ra. Sinh minh hai dòng tộc bắt đầu từ đây, kéo dài tới mấy chục năm liền. Trời đời con cháu của Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải thì mới bắt tay hòa giải. Mối tình thanh mai trúc mã của Trần Hưng Đạo và Trưởng Công Chúa. Sau khi mà cha thất thế và phải đi đất Yên Sinh, con trai Trần Liễu là Trần Quốc Tuấn lúc này mới chỉ 7 tuổi mà thôi. Thương cháu nhỏ đã phải rời khỏi kinh đô tới nơi xa, công chúa Thụy Bà, chị gái vua Trần Thái Tông, đã cầu xin vua để nhận nuôi Quốc Tuấn để khuây khỏa nỗi buồn khi phu quân của mình đã rời xa trần thế. Quốc Tuấn được Thụy Bà công chúa nuôi trong vòng 8 năm, được học đủ văn đủ võ, lớn lên cùng các con em hoàng tộc cùng trang lứa. Chính trong thời gian này, Trần Quốc Tuấn gặp gỡ cùng trải qua thời niên thiếu của mình với Thiên Thành công chúa, thành mai trúc mã và cũng là real love của đời ông. Lịch sử từ trước tới nay chỉ ghi nhận những biến đổi lớn lao chính trị mà bỏ quên số phận của hàng nghìn con người, đặc biệt là những người con gái trốn cung đình. Sử sách không ghi lại thông tin cụ thể về công chúa Thiên Thành mà chỉ mô tả vắn tắt bằng 3 từ: Trường công chúa, được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỳ Nhà Trần. Nàng là con gái đầu của vua Trần Thái Tông, sở hữu vẻ đẹp và khí độ của quý tộc thời Trần, do được dạy bảo trong cung cấm từ thuở nhỏ. Trong suốt những năm tháng học tập và sinh sống nơi cung cấm, tình cảm công chúa Thiên Thành với Trần Quốc Tuấn cứ lớn dần lên, quấn quýt không rời. Những tưởng đây là mối lương duyên trời ban, bởi nhà Trần cho phép con cháu nội tộc kết hôn nhằm duy trì quyền lực dòng họ, tránh cảnh ngoại thích, chiếm quyền như triều Lý. Thế nên đừng ai ý kiến ý co là vì sao anh em họ lại lấy nhau. Các nước khác như Ai Cập cổ đại, anh em ruột còn đang lấy nhau nữa kìa. Thời xưa làm gì có việc biết kết hôn cận huyết sẽ gây ra tỷ lệ dị tật đâu. Nên là đừng thắc mắc và kêu thế hệ chồng biến thái hay loạn luân nữa nhá. Tội chết đấy. Trở lại với mối tình thanh mai trúc mã, công chúa Thiên Thành là con cưng của vua Trần Thái Tông, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan, thân thế cao quý vô cùng. Còn khi ấy Trần Quốc Tuấn chỉ là cậu ấm con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, người đã từng nổi loạn giấy quân trên sông Cái, đòi chiếm ngôi rửa hận, đang bị đưa đi xa là một vương gia yên ổn. Xét về cả quyền và thế đều là với không có tới. Nên tới khi công chúa Thiên Thành tới tuổi gả chồng, vua Trần Thái Tông đã xuống chỉ gả nàng cho Trung Thành Vương, con trai của Nhân Đạo Vương, phá tan giấc mộng đôi lứa của đôi trẻ. Kế hoạch cướp dâu táo bạo nhất triều Trần.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết rất là gọn gàng về scandal chấn động này như sau. Tần Hợi, Thiên Ứng Chính Binh năm thứ 20, tức là năm 1251, gả Trường Công Chúa Tiên Thành cho Trung Thành Vương. Con trai Yên Sinh Vương là Trần Quốc Tuấn đã cướp lấy công chúa về với Trần Quốc Tuấn. Theo đó thì vào ngày 15 tháng 2 năm 1251, Trần Thái Tông đã mở hội lớn tới 7 ngày 7 đêm để bày tranh về lễ kết tóc, tổ chức rất nhiều trò chơi cho cả người trong triều lẫn người ngoài dân gian tới xem. Ngụ ý là muốn công chúa Thiên Thành kết tóc với Trung Thành Vương. Khắp kinh thành rộn ràng tiếng cười nói, chỉ mình Trần Quốc Tuấn lòng như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên. Trước đó công chúa cũng được đưa tới phủ Nhân Đạo Vương, cha của Trung Thành Vương, để chờ ngày ăn hỏi rồi. Không cam tâm nhìn người con gái mình yêu thành vợ của kẻ khác, Trần Quốc Tuấn đã lên kế hoạch táo bạo chưa từng có trong lịch sử. Đó là lèn vào phủ Nhân Đạo Vương để mà cướp dâu. Vượt qua sự canh gác cẩn mật của phủ Nhân Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn đã trèo tường, đột nhập và tìm tới được phòng công chúa, rồi này nọ ABC XYZ. Về sự kiện này, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã viết: đường đêm, Trần Quốc Tuấn lèn vào tư thông với công chúa. Có thể là Tuấn chưa mần ăn được gì đâu, vì thời gian thì quá là gấp gáp. Nhưng mà trong tiết chế khắc nghiệt của thời phong kiến xa xưa, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ cần ở chung một chỗ trong đêm tối thôi là hỏng hẳn mất rồi. Vẫn biết là Quốc Tuấn giỏi giang, nhưng mà để vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác rồi lại thành công làm chuyện chính sự nữa, thế mới thấy được tài năng xuất chúng của ông. Hèn gì sau này 3 lần đánh quân Nguyên Mông, kẻ thù mà đến cả châu Âu còn khiếp sợ, ông cũng đều cần được hết. Đại vương, tại hạ xin được bái phục. Không như thời đại ngày nay, đang hành sự mà bị phát hiện thì sẽ livestream quay phim cho 500 anh em bàn dân thiên hạ cùng hóng, chửi bới đánh ghen giật tóc móc mắt, hoặc cùng lắm lôi nhau lên Sở Cẩm để giải quyết là xong. Còn đối với nền văn hóa Á Đông thời xưa, ngoại tình là một tội rất nặng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngay từ năm 1042, vua Lý Thánh Tông đã xuống chiếu rằng kẻ nào ban đêm vào nhà gian dâm vợ cả, vợ lẽ nhà người ta, người chủ mà đánh chết ngay lúc bấy giờ thì không bị tội. Nếu vụ việc vỡ lở thì cả Trần Quốc Tuấn lẫn công chúa Thiên Thành đều phải đối mặt với thảm án trước cơn giận của cha con Nhân Đạo Vương, thậm chí là cả cái chết. Biết rõ như vậy, Trần Quốc Tuấn vẫn quyết lao đầu vào lửa, nhưng không phải như con thiêu thân mù quáng. Mọi thứ được ông lên kế hoạch tỉ mỉ để vừa thoát được tội lại vừa cưới được người mình yêu. Chàng trai trẻ Quốc Tuấn vừa mới đột nhập thành công vào phòng của công chúa thì lập tức sai thị nữ của người thương cấp tốc báo tin cho mẹ nuôi là công chúa Thụy Bà. Vừa mới hay tin, công chúa Thụy Bà vội vàng vàng chạy đến cung xin gặp vua ngay trong đêm và than khóc rằng Quốc Tuấn càn rỡ lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo Vương bắt giữ hắn rồi, e rằng sẽ bị giết mất, xin bệ hạ rủ lòng thương sai người đến cứu. Về sau nhân gian đồn thổi rằng ngay từ đầu Trần Quốc Tuấn đã bàn bạc sẵn với mẹ nuôi, chỉ cần đột nhập thành công là sẽ ra tín hiệu khẩn cấp cho công chúa Thụy Bà để bà diễn màn kịch nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Chứ bằng không với 3 tầng bảo vệ ở phủ Nhân Đạo Vương, một thị nữ nhỏ nhoi làm sao thể cấp báo nhanh đến như vậy. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao trong sử sách chưa ghi chép lại đoạn giai thoại này rõ ràng. Quay trở lại với màn gây cấn nhất của đêm tân hôn, vua Trần Thái Tông sau khi bị chị gái khóc lóc kể lể dọa cho hú hồn chim én, lúc này bị dồn vào thế bí rồi, mọi sự cũng đã rồi, công chúa thì không thể nào gả Trung Thành Vương được nữa. Trần Quốc Tuấn là con của anh trai mình, người mà mình áy náy nhất trong cuộc đời, thật khó lòng mà xử tội. Lại thêm việc công chúa Thụy Bà khóc lóc van xin, được vua đành phải sai người tới phủ Nhân Đạo Vương áp giải Trần Quốc Tuấn. Nhưng mà hành động này thực chất là để hộ tống cháu trai, không để Trần Quốc Tuấn bị người của Nhân Đạo Vương bắt giữ xử tội. Đến nơi thì cả vua cả tôi mới ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa khi mà Ưng Đạo Vương ngồi đó dáng vẻ thong dong như thể đang chờ sẵn người đến vậy. Đến lúc này cả phủ Nhân Đạo Vương mới biết chuyện Trần Quốc Tuấn đang đêm lèn vào phủ tư thông với công chúa Thiên Thành. Còn vua thì mới vỡ lẽ là mình đã bị thằng cháu mất dạy đưa vào trong rồi. Chỉ tội ở nhà Nhân Đạo Vương vô duyên vô cớ bị cướp một con dâu, lại còn phải cõng cái tội bắt người, nỗi oan thị mầu này ai thấu được chăng. Biết chuyện khó mà được bỏ qua, bởi tội tư thông là vô cùng nặng, công chúa Thụy Bà đã vô cùng nhanh nhẹn mang vào cung 10 mâm vàng sống để hỏi cưới công chúa Thiên Thành cho Trần Quốc Tuấn, hòng dẹp cho yên vụ việc chấn động kia về lý lẽ. Vì việc vội quá, không đủ sắm sinh lễ nữa, mong hoàng thượng nhận cho. Cược chẳng đã, một đứa thì là cháu ruột, một đứa là con gái yêu, chẳng nhẽ đem ra xử trảm hết cho xong chuyện. Cuối cùng thì Trần Thái Tông phải hạ chiếu gả công chúa Thiên Thành cho Trần Quốc Tuấn, lại cắt 2.000 khoảnh ruộng tốt, coi như đền bù cho Trung Thành Vương, mọi việc thì mới được êm xuôi. Quả thật lúc ấy ta càng nghĩ rằng chắc là Trung Thành Vương và Nhân Đạo Vương thì a cay lắm rồi, nhưng mà cũng không thể nào làm được gì. Đúng là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trần Quốc Tuấn quyết tâm cướp dâu chứ không cướp ngôi theo di huấn của cha. Về sau dân gian khi nhắc đến chuyện cướp dâu của Hưng Đạo Đại Vương, nhiều người vẫn cho rằng sở dĩ Trần Quốc Tuấn táo bạo đến như vậy bởi ông biết rằng vua Trần Thái Tông dù tức giận, nhưng với sự kiêng kỵ áy náy của cái việc giật vợ giật con của anh trai,
drama đời trước với cha mình còn đó. Cùng với sự chống đỡ của mẹ nuôi là công chúa Thụy Bà thì chắc chắn là sẽ không giết ông mà còn phải cứu ông cho bằng được. Sau khi có được mỹ nhân, Trần Quốc Tuấn mới tạm gác hết những âu lo lại để chuyên tâm vào phụng sự cống hiến cho nước nhà. Sau này Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành sống hạnh phúc ở bên nhau. Họ có với nhau 4 người con trai và 1 người con gái. Cả 5 người đều là nhân vật nổi danh trong lịch sử. 4 người con trai đều trở thành võ tướng nối nghiệp người cha. Con gái út của họ cũng trở thành hoàng hậu của vua Trần Nhân Tông. Còn câu chuyện cấp dâu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cũng được lưu truyền mãi cho tới tận hôm nay. Theo di huấn của cha ông là Trần Liễu có để lại cho các con, bằng mọi giá cũng phải giành được ngôi vương. Cụ thể là trong sử sách có ghi: năm Tân Hợi, Thiên Ứng Chính Binh năm thứ 20 là năm 1251. Trần Liễu sắp hấp hối, ông dặn người con trai của mình là Trần Quốc Tuấn phải cướp ngôi nhà Trần từ tay hậu duệ của Trần Thái Tông. Câu nói đó như sau: con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không thể nào nhắm mắt. Và tuy rằng Quốc Tuấn nhận lời vì đạo hiếu đối với cha của mình, nhờ trong tâm tâm không cho điều này là đúng. Theo những gì mà Taka có thể lý giải được, có lẽ Trần Quốc Tuấn biết rằng việc cướp ngôi là việc trái đạo nghĩa, hoặc là căn bản ông không nhìn thấy tương lai của hành động này. Nếu bạo loạn nổi dậy đoạt vương vị, kết cục sẽ chỉ là con đường chết mà thôi. Thà rằng để một cái áy náy sâu sắc mãi mãi trong lòng vua, giúp mình đạt được mỹ nhân, có cuộc sống áo gấm ấm no hạnh phúc, còn hơn là bị đuổi cùng giết tận. Hơn nữa là dù không cướp được ngôi, nhưng mà Tuấn cũng đã chơi cho vua Trần Thái Tông một vố đau, cướp con gái vua về làm vợ mà vua uất nghẹn không làm được gì. Âu đây cũng là một niềm an ủi cho người cha già Trần Liễu của mình trước khi mà khuất núi. Bởi vì chỉ sau chưa đầy 2 tháng của vụ việc cướp dâu long trời lở đất mà ông còn dài quý tử đã tạo ra. Vào tháng 4 âm lịch năm ấy, Trần Liễu cũng nhắm mắt xuôi tay về trời. Tuy nhiên cũng vì thế mà sau này con trai ông là Trần Quốc Nghiễn bị Trần Khánh Dư thông dâm với công chúa Thiên Thụy, con gái vua Trần Thánh Tông, tức là con dâu tương lai của Hưng Đạo Vương. Thế nhưng ông cũng rộng lượng cho qua chứ không đuổi cùng giết tận. Sau này ông còn hoàn toàn tin tưởng giao binh quyền ở trọng điểm Vân Đồn cho Khánh Dư nữa, góp phần tạo chiến thắng thần thánh chống quân Nguyên xâm lược. Tuy vậy, để đúc kết lại, Taka thấy có một câu nói vô cùng ứng nghiệm với toàn bộ drama mấy đời nhà Trần mà ông cha ta đã đúc kết ngàn năm, rằng đúng là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cướp vợ người khác thì con trai con gái mình đời sau lại bị cọng gáy nồi, bị mất chồng mất vợ. Thế nên dù có ra sao, anh em cũng đừng đập chậu cướp hoa nhá. Hưng Đạo Đại Vương có thế lực chống lưng quá là lớn, phần nhiều dựa sự áy náy của vua dành cho nhánh anh trai Trần Liễu nên mới có happy ending. Chưa ăn kết cục của những người khác cướp giàu thì cũng chưa chắc đâu đấy. Ở thời đại này, khéo con bị ăn đấm sưng người chẳng chơi. Và video này đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Takawai ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em. We'll be right back.